Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Ma Vật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách lắp giấy và cũng như là cách vệ sinh đầu in của máy ZD620 để cho mình có thể sử dụng máy tốt nhất và bảo quản máy tốt nhất. Thì đầu tiên em xin hướng dẫn mọi người cách lắp giấy đối với máy ZD620. Thì máy này chỉ có sử dụng giấy tại vì đây là dòng in nhiệt trực tiếp. Để các cảm nhận thì đầu tiên mọi người thấy là hai bên có hai cái nút màu vàng này, mình kéo lên để bung lắp máy lên. Máy này không sử dụng mực nha mọi người, cái model này không chỉ sử dụng mực, mình chỉ có lắp giấy để in được và giấy cảm nhiệt. Rồi tiếp theo mọi người, đây là cái khay để giấy này, mọi người có thể thấy là mình có thể là dùng tay mình kéo ra này, thả ra từ đồng đi vô này, thì mình kéo ra này, mình bỏ giấy vào. Đây mọi người có thể thấy lòi giấy ở đây có hai cái khớp này, mình bỏ vào rồi thả đây. Lúc các bạn thả đây ra thì cái giấy này nó sẽ từ chạy đồng chạy khớp vào, sau đó mình nhớ là mình đặt giấy xuống đây. Đây là có hai cái nạp, mình nhớ mình đặt giấy xuống vị trí đây để cho giấy không bị lật ra khỏi cái khung, làm cho bạn in mình không bị chạy. Thì vừa rồi thì em đã hướng dẫn cho mọi người xong cách lắp giấy rất là đơn giản. Tiếp theo em hướng dẫn luôn mọi người cách vệ sinh máy. Thì để vệ sinh máy thì mình cần có một đó là cồn 90 độ và thứ hai là bông ngọt. Hai cái này mình có thể được mua rất đơn giản ở ngoài. Thì trước khi mà mình vệ sinh thì các bạn lưu ý nha, mình tắt máy giúp mình nhé, tắt nguồn máy. Rồi thứ hai đó là mình tháo giấy ra, thì cách tháo giấy cũng rất là đơn giản, mình kéo ra, kéo hai cái thân giữ giấy này ra rồi lôi giấy ra. Đó. Rồi bắt đầu vệ sinh ra, mình sẽ lấy một ít bông gòn này tập lên đó, một đường cồn vừa đủ đây, vừa đủ hết nha mọi người, đừng nhiều quá cũng ít quá. Cái bộ phận gần vệ sinh đó là đầu in của máy, các bạn lưu ý đây nhá, đây là cùng đầu in của máy này, cái này là rất quan trọng này, giá thành nó cũng khá là đắt so với một chiếc máy đó. Thì mình vệ sinh thì dùng bông gòn này, lúc này em vừa tẩm cồn này, mình kéo qua này, kéo qua một đường, sau đó các bạn lấy một cái miếng bông gòn khác, các bạn kéo qua, mình lấy một vài miếng bông gòn mình vệ sinh cỡ 3-4 lần. Lúc nào mình thấy ở trên cái miếng bông gòn mình trắng mà không còn vết đen nữa thì mình thôi. Với trong quá trình vệ sinh thì các bạn lưu ý mang nhẫn đồng hồ hoặc là những vật sắc nhọn mình tránh ma sát vào cái đầu in này, hoặc là vô tình thì để làm đầu in bị xước. Thứ hai, một bộ phận cũng rất quan trọng đó là trục roller. Đây là trục cao su bên dưới này các bạn này, mình cũng vệ sinh luôn trục này nhá, tại vì hai bộ phận này là tiếp xúc trực tiếp với giấy mực. Đây rồi các bạn có thể là trục roller này có thể lăn nhá, các bạn lăn đều vệ sinh. Thì đây cồn nên nó bị ướt lên những cái trục roller với đầu in, thì các bạn đợi cỡ 1 đến 2 phút thì nó sẽ tự động bay hơi nhỉ, tại vì cồn nhân rất nhanh bay hơi. Thì bao lâu thì mình nên vệ sinh, thì các bạn có thể in được 4-5 cuộn giấy này vệ sinh, hoặc là nếu mà một tuần mà không in nhiều đến vậy thì trong một tuần các bạn có thể vệ sinh một lần. Rồi, sau khi vệ sinh xong thì lắp lại giấy. Đó. Lắp lại giấy này, đơn giản này. Sau đó đóng đầu in xuống này, các bạn đóng xuống này. Đó, các bạn nghe tiếng tật cái thì nó vừa xong. Vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người cách lắp giấy cũng như là cách vệ sinh máy để cho mình có thể là hoạt động và sử dụng tốt nhất. Thì mọi người thấy là mọi thao tác rất là đơn giản đúng không? Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thêm, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioimavat.com để hỗ trợ thêm. Nếu mọi người thấy video này hữu ích thì mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Ma Vật để được nhận những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.